Theo báo dân Việt đưa tin, vào ngày 17 tháng 10, công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang điều tra làm rõ vụ sát hại người xảy ra trên địa bàn quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng. Thông tin ban đầu, nghi phạm được xác định là PVM, 27 tuổi, chú thôn Hay, con lập, con dẫy, con Tôm. Ngày 14 tháng 10, mờ đến thuê phòng tại nhà nghỉ TB ở khu vực trước bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, phường Hòa Minh, quận Liên Triều. sau đó mờ đi ra ngoài. Khoảng 23 giờ ngày 15 tháng 10, Mơ quay lại phòng cùng với chị Y H, 23 tuổi, chú huyện Đắk Lê, Con Tum. Đến 11 giờ ngày 16 tháng 10, Mơ rời khỏi nhà nghỉ. Sau đó chủ nhà nghỉ thấy có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra phòng. Lúc này chủ nhà nghỉ tá hỏa phát hiện là chị H đã tử vong nên báo công an. Sau khi gây án, Mơ rời khỏi hiện trường và hiện đang ở trụ sở công an xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh màn cầu hôn của một cặp đôi ở Đà Nẵng, sự việc khiến nhiều người bất ngờ khi có thông tin sau màn cầu hôn, chàng trai đã ra tay sát hại bạn gái, bạn bè của cô gái cũng lên tiếng xác nhận vụ việc. Theo báo tuổi trẻ online đưa tin, vào ngày 17 tháng 10, công an thành phố Biên Hòa Đồng Nai đang điều tra vụ ẩu đả trên đường phố với nhiều tiếng nổ như tiếng súng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 40 phút sáng cùng ngày trên đường Đồng Khởi, khu phố 9, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa và được camera an ninh ghi lại. Theo đó, một nhóm thanh niên cầm theo mã tấu đi trên đường Đồng Khởi, hò hét, chỉ bới. Được một lúc thì nhóm này bỏ chạy toán loạn. Cùng lúc này, một chiếc ô tô màu trắng quần thảo ngược xuôi trên đường. Ngoài tiếng hò hét, còn vang lên những tiếng nổ lớn như tiếng súng. Tại hiện trường, chiếc ô tô màu trắng đậu trên vỉa hè, một chiếc xe máy lọt thòm dưới gầm ô tô, dọc các tuyến đường hẻm và trên tường rào nhà dân có vết máu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an và các đơn vị địa phương đã đến hiện trường để điều tra truy xét những người liên quan. Bước đầu công an xác định có hai xe máy và một ô tô hư hỏng bỏ lại hiện trường. Ngoài ra, trong quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều vỏ đạn, mạ tấu, vân vân. Riêng chiếc ô tô bỏ lại tại hiện trường là xe thuê từ dịch vụ thuê xe tự lái. Trước đó, cũng tại Biên Hòa, dạng sáng ngày 30 tháng 8 cũng xảy ra vụ nổ súng, khiến hai vợ chồng bị thương và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong đó, ông Mai Văn Ẩn nhập viện trong tình trạng hôn mê với vết thương xuyên thấu gan, vết thương ở thận phải và vết thương đầu vùng thái dương phải. Sau nhiều ngày điều trị, đến sáng ngày 3 tháng 9, ông Ẩn tử vong do vết thương quá nặng. Còn vợ của ông Ẩn sau khi điều trị đã khỏe mạnh và xuất viện nghi can nổ súng đã bị công an bắt giữ và khởi tố sau đó. Theo nguồn tin của báo Sức khỏe và đời sống, trường tiểu học Ba Đình ở phương Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa vừa có báo cáo gửi các cơ quan chức năng liên quan đến phản ánh của một số phụ huynh về việc giáo viên trường này đánh học sinh. Theo đó, vào ngày 11 tháng 10, anh TDH trú tại khu phố 4, phường Ba Đình là bố của học sinh TPN lớp 1B phản ánh là con anh bị giáo viên chủ nhiệm tên là VTT đánh để lại vết xước bầm tím trên lưng anh hát cho lãnh đạo nhà trường xem kết quả khám cận lâm sàng, siêu âm, chụp x-quang của Bệnh viện Đa Khoa thị xã Bỉm Sơn và thực tế tình trạng thương tích của cháu nở. Đồng thời cùng lãnh đạo trường này xem lại đoạn trích xuất camera giờ học môn toán vào chiều thứ Năm, thời gian từ 14 giờ 25 phút đến 15 giờ ngày 10 tháng 10. Sau khi nhận được phản ánh của anh Hát, trường tiểu học Ba Đình đã mời cô giáo VTT lên làm việc. Cô Tê cho biết em nớ mang đồ chơi từ nhà đến trường để chơi trong giờ học môn toán. Do không kiềm chế được nên cô Tê thực hiện hành vi thiếu chuẩn mực với học sinh. Lãnh đạo nhà trường đã cử một giáo viên khác dạy thay và trực bán chú lớp 1B từ trưa thứ 6 ngày 11 tháng 10 và đến nhà anh Hát để gặp gỡ xin lỗi học sinh và gia đình. Bà Võ Đào Hoa, là hiệu trưởng trường tiểu học Ba Đình cho biết đơn vị có báo cáo sự việc lên phòng giáo dục và đào tạo thị xã, tổ chức thăm hỏi động viên học sinh. Bà Võ Đào Hoa nói, từ ngày thứ hai vừa qua, em VTT đi học và ăn bán chú bình thường. Hiện nhà trường đang chờ kết luận điều tra từ cơ quan chức năng để xử lý đối với nữ giáo viên của trường nếu có hành vi đánh học sinh lớp 1 trong giờ học. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bìm Sơn cho biết, sau khi nhận được thông tin vào ngày 11 tháng 10, yêu cầu nhà trường tạm dừng công tác chủ nhiệm đối với cô giáo VTT, điều chuyển giáo viên này sang làm công việc khác. Công an thị xã Bìm Sơn giao cho công an phường Ba Đình kiểm tra xác minh sự việc. Báo Tuổi trẻ online thông tin vào tối ngày 15 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ nổ nồi hấp tinh dầu trầm hương tại ấp 7, xã Vĩnh Lộc A khiến một cháu bé bị thương, năm nhà xung quanh bị vỡ tường, bể kính, vân vân. Có nhà nằm sát vách cơ sở nổ nồi hấp, chị Quy, ngụ huyện Bình Chánh vẫn chưa hết băng hoàng khi nhắc lại vụ nổ xảy ra vào chiều cùng ngày làm con gái chị là cháu NTPA bị thương. Chị Quy kể lại giây phút kinh hoàng. Tôi vừa đi giao hàng về đến cửa thì nghe tiếng bùm lớn phát ra từ nhà hàng xóm. Tiếng nổ chát chúa, đinh tay, tức lồng ngực, khói bụi bay mù mịt, mái tôn bay tứ tung, đất rung chuyển. Sức ép của vụ nổ là màng tương lớn nhà tôi bị vỡ tung, con tôi đang ngủ trong nhà, bị màng tương đe trúng, tôi liền lao vào đưa cháu ra ngoài, chuyển đi bệnh viện. May mắn, cháu PA chỉ bị bầm ở vùng chán, xây sầm nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Cũng theo chị Quy, vụ nổ khiến nhiều người trong hẻm hốt hoảng, tháo chạy ra khỏi nhà. Nhà chị Quy rộng khoảng 52 mét vuông, một mảng tường giáp danh cơ sở bị nổ nồi hấp bị sập, xe máy cũng bị hư hỏng. Thời điểm trên, chồng chị Quy là anh NVT đang đi dạy học nên không có nhà, chỉ có cháu VA ở nhà một mình. Cũng có nhà sát vách cơ sở nổ nồi hấp, anh BVL ngụ huyện Bình Chánh cho biết nhà anh có thể hư hại nhiều nhất trong 5 căn nhà bị ảnh hưởng của vụ nổ. Lúc 15 giờ, anh L đang làm ở công ty thì nhận được điện thoại của hàng xóm, báo rằng nhà bị sập tường do vụ nổ. Anh L lập tức chạy từ quận 12 về. Đến nơi, anh thấy khung cảnh kinh hoàng, nhiều mái tôn văng xa, áp lực từ vụ nổ xé toang mảnh tường cơ sở sản xuất vòng chấm hương và mảnh tường rộng khoảng 2,5m2 của nhà anh. Phòng khách ngồn ngang mảnh tường bị vỡ. Anh lờ kể vừa chạy về đến nhà, trước mắt tôi là khung cảnh tan hoang, mái tôn tường nhà, đổ lan liệt, cánh cửa sắt của cơ sở sản xuất vòng trầm cũng bị áp lực đánh bay qua nhà đối diện. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc A, cơ sở sản xuất trầm của công ty trách nhiệm hữu hạn trầm hương quốc bảo do ông HTH 42 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam, làm giám đốc. Sự cố nổ nồi hấp tinh dầu trầm số 3 từ phía ngoài cửa chính đi vào làm cháy hệ thống dây dẫn điện, gây ảnh hưởng đến cấu kiện tường của căn nhà. Một trệt được sử dụng làm xưởng gia công hấp tinh dầu trầm. Vụ nổ cũng khiến ba căn nhà xung quanh của ông LTH, LVD và bà NTV bị ảnh hưởng, sập tường, sập la phông, cửa kính nhà bị bể, hư hỏng xe máy. Theo người dân khu vực, cơ sở trên chuyên sản xuất vòng trầm hương đeo tay. Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 21 giờ 45 phút tối ngày 15 tháng 10, lực lượng công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ vợ chồng chủ quán cà phê tử vong trên đường Vĩnh Viễn, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người dân phát hiện anh Đê, sinh năm 1987, và vợ tử vong bên trong quán cà phê trên đường Vĩnh Viễn do hai người làm chủ. Ngay khi nhận tin báo, Công an quận 10 đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành phong tỏa căn nhà, phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường. Theo ghi nhận, bên ngoài quán cà phê có treo bảng thông báo, nâng cấp quán tạm ọc 11 ngày kể từ ngày 14 tháng 10, ngày 25 tháng 10 quán hoạt động lại. Do đây là quán cà phê có tiếng ở khu vực, hoạt động náo nhiệt mỗi đêm nên khi xảy ra vụ việc, rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Hiện trường vụ án được phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt, người dân đứng xem được yêu cầu rời đi và không được quay clip chụp ảnh. Đến khoảng 22 giờ, hai thi thể được đưa lên xe chuyên dụng và rời đi. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Theo báo Dân trí Thông tin, vừa qua mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế ô tô đi ngược chiều và chạm với một nam sinh đi xe đạp điện, sau đó hành hung người đi đúng. Sự việc xảy ra vào ngày 14 tháng 10 tại đường Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Theo nội dung clip được quay từ camera giám sát, ngay sau khi xảy ra va chạm, tài xế ô tô đã xuống xe và đuổi đánh nam sinh, thậm chí còn quên cài phanh tay khiến ô tô trôi tự do, kéo lê xe máy điện trên đường và leo lên vỉa hè. Vụ việc gây bất bình trên mạng xã hội. Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp là giám đốc công ty luật Hoàng Sa, Bất kể ở góc độ văn hóa ứng xử trong đời sống xã hội hay góc độ luật pháp, người lái ô tô trên đều sai và đáng bị lên án. Luật sư cho rằng cơ quan chức năng cần vào cuộc để xử lý kịp thời với chế tài nghiêm khắc có tính gian đe. Luật sư Giáp nói bên cạnh vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, cơ quan chức năng cần xem xét dấu hiệu hình sự của các tội danh như gây dối trật tự công cộng, Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa nhận định qua quan sát video, địa điểm xảy ra là đoạn đường giao thông nơi công cộng, người tài xế ô tô đã có hành vi lao vào, hành hung, đuổi đánh nam sinh trước sự chứng kiến của nhiều người xung quanh, gây hoang mang, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự chung. Bên cạnh đó, luật sư cho rằng nếu kết quả điều tra xác định hành vi của tài xế ô tô có tính chất côn đồ hoặc khiến nạn nhân có thương tích, người này hoàn toàn có thể bị cơ quan chức năng xem xét xử lý về tội cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật hình sự.